trước khi nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân. Nhà thuốc xem lại hình ảnh mức tổn thương của bệnh nhân qua phim quang. Trên phim chụp thể hiện bệnh nhân bị hoại tử khớp háng hai bên. Bệnh nhân Nguyễn Gia Khiêm. Bệnh nhân bị hoại tử khớp háng được gần 1 năm rồi. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ tháo bột kết hợp bò ba lam và cho bệnh nhân uống thuốc nam. Tiên lượng điều trị khoảng từ 4 đến 8 tháng là bệnh nhân có thể đi lại được bình thường. Vì hiện tại ổ chảo bệnh nhân đã bị tiêu và hoại tử khá là nhiều. Bệnh nhân đi lại lệch rất là nhiều. Vì hiện tại bên trái bệnh nhân là hoại tử tiêu chồm nặng hơn bên phải. Nhà thuốc sẽ ra giảm thuốc bó và thuốc uống để bệnh nhân chóng bình phục và đi lại được bình thường. Sau khoảng từ 4 đến 8 tháng điều trị là ổ chảo của bệnh nhân và chòm xương đùi bệnh nhân sẽ đầy hoàn toàn. Chị biết ạ. Đứng nhờ chứ. Em làm cái ảnh mà. Cháu Minh hoại tử được bao nhiêu tháng rồi chị? Chắc là 1 năm ạ. Năm ngoái thì bắt đầu đi. Hiện tại cháu bị hai bên nhé. Hoại tử hai bên. Bên trái nặng hơn. Năm nay cháu bao tuổi rồi? Cháu 7 tuổi. Anh vừa chiều cháu này anh ạ. Đi cho cháu thì cháu ấy. Anh bảo em cho nó ra cái nước không? Không, không, nước nó nhây à? Mấy con lau rồi. Cái ấy này, nó nước nó nhây ra cái ấy này. Cái vải xô này, nó nhớt lắm. Làm này nhanh hơn. Nhanh hơn. Không đi chân này đâu. Đi chắc đây. Cháu có bó được không? Tuần. Tuần, đúng tuần. Chiều thứ 3 tuần trước. Chị định bó được bó bao nhiêu tháng? Chị định là 1 tháng hoặc 1 tháng. Nhưng mà sau khi mình tìm hiểu thì bó chả được chuyện gì. Bó là chỉ để cho nó bị là để nó chạy nhảy thôi. Nên là thì nó bé này nhưng mà nó hứa là hứa tốt lắm, bó nó cũng chạy nhảy nữa. Đúng không? Cái đó là bạn chạy thế.
mà đi nặng ấy, xong rồi đi thành quen ấy, treo chân lên rồi đá hai chân đá nhún vào chân đấy. Ngày trước cái chuẩn bị này đi là đi lại là nệch người đúng không? Ừ. Đi bài chân. Bài chân. Đầu tiên cũng rất là nhi nhưng mà có bà chị quen rồi đấy đi là cũng chỉ không chú ý quay ạ, siêu âm thôi thì chỉ siêu âm đây đây thì nó bị đau cơ và không bị bỏ rồi không nên không cứ mãi các thứ đi mọi thứ không ấy nữa, tưởng là nó giảm nó không có đau đâu. Thấy sốt ruột quá mới đi vào là mọi người nói cũng choáng. Bác sĩ lại không mắng là ở giữa thủ đô để con thế này, thế là càng ân hận cái bộ năm ngoái không cho con chụp X-quang. Đi khám không ra. Vâng. Nay nó biểu hiện bệnh nó không rõ rệt đâu. Nó có nặng nhiều nó biểu hiện rõ rệt. Thế còn lại gọi cho cái ông bạn làm tiến sĩ này thì ông bảo là nó phải chụp một từ chụp cái gì nó dựng lên 3D thì nó hay là cái này phác đồ điều trị những cái thứ sao tăng kia nó lại bó vào cái này, bởi vì thực sự cái này là cái bệnh nó hiếm. Bây giờ cũng không, bây giờ rất cũng không nhiều lắm, người chúng tôi tuổi nhiều lắm, trung tuổi hay gì ạ, trung tuổi nếu mọi người tuổi rất là khó vô định cũng phải 100% cũ này mai thằng 100% nếu 100% người ta đang phát triển này cho ăn uống nhé, chúng ta nó gần nhưng mà không ăn không ăn ngồi đây không ăn chu đáo ấy. Vâng. Nó xương tròn ở đây rồi điều nhanh nhá. Một chế độ gì đó đi ra làm việc với này, thầy cô xong rồi nói bao tuổi mà ấy thế à. Mẹ Quyên ơi. Chở vào cá thế này thì tuyệt vời rồi. Bác ngồi ghế, bác ngồi ghế vào. Ngã à? Bác ngồi ghế. Vào đấy, chuẩn bị cho bác hai thằng thuốc nhé. Dạ vâng, bác về con. Rồi chiều đã bác rồi. Dạ vâng. Hả? Mấy giờ bác? Chắc là 2-3 giờ gì đấy. Thu gì bác? Khớp ấy, mỏi sơ lưng gối đấy. À đây có luôn, đây có luôn. Thì chiều đã tôi lấy, bây giờ đứng về nhà thì đã. À vâng. Nhá. Dạ vâng. Ghê quá để con làm đấy. Dạ vâng. Chào vợ chồng nhá. Dạ vâng. Dạ. Anh ơi, ví dụ như là bây giờ như là em ấy, Hiền Vân bây giờ chán ấy, không ấy, nhưng mà cái kiểu là nó bị thoái hóa đốt sống S3-4-5 ấy, mà cách đây khoảng tầm
mười mấy năm rồi. Thì nó cứ gọi là nó cứ bắt chị bé đi khám thì nó cũng bảo là nó chỉ như thế thôi, chúng ta cho uống glasu cũng lằng nhằng, nó tập nó không, nó mà béo lên thì nó thấy sẽ có khó chịu. Thì bây giờ đến một thuốc này thì có ổn không anh? Bây giờ lúc nào thì có cần phải đi chụp chiếu gì không? Anh chụp kim chưa? Chụp lâu lắm rồi, để lúc nào phải đi chụp. Nhé, là làm rất là xuống rất nhiều. Anh ơi, ở đây có xe buýt về không? Có thì em, ngay ở cửa nhà bác sĩ này. Rồi, anh nhìn thấy cái bọn bác sĩ về. Con mẹ lấy cái chổi quét không cần là tìm quét đâu anh, anh đi dân bên này, đi dân bên này đâu đâu từ giờ bữa rồi. Đây, bữa những con của anh cơ. Cái phần này phần nặng nhất này, dày nhất. Em ơi, em ơi. Anh ngồi đằng sau này. Dạ vâng. Chào anh. Anh ạ. Chưa ăn sáng luôn. Mọi người thì chả đẹp chưa? Này cần gì đi tập. Đi cứ có một tập gì. Sáng em đi chơi thể thao về. Nhà này có cái gì mà khó hiểu. Chim chảo này nha. Sao lại quảng cáo chim này? Sao này không biết quần nào mặc cho nó vừa. Chim to này. Chị đứng đi ra kia.
Thế cô nhấc ra. Mà ê này. Đau sao vừa mới thả ra một tuần nó bó chứ ê mà tên người thì ngồi một tí nữa ê. Xích nó vào phải không? Mấy đâu là bây giờ cũng hỏi rồi. Vâng. Thế nhưng mà đến khi hắn đi xích chân vào, lúc bố mẹ đi làm thì nó cởi ra, nó chạy đi chứ.
ngày trước nó đi ba chân này chân ngày người này nhưng mà đấy bạn cả bó bốn điều trị thì bốn đến tám tháng mới khỏi nhá. Vâng, cháu xong rồi này. Nào bắt tay cháu nào. Vâng. Nào bắt tay nào. Bắt tay bác nào. Chúc cháu Long mình cùng nhá. Cháu khỏi rồi. Làm chưa? Ông con đây không gặp. Ta cùng xem và so sánh hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân điều trị tại A Thuốc được 3 tháng. Đây hình ảnh ban đầu của bệnh nhân. Trên phim thể hiện bệnh nhân bị hoại tử tròm xương đùi hai bên. Hình ảnh tiêu tròm rất là nhiều. Bệnh nhân bị bên trái nặng hơn bên phải. Còn đây là kết quả sau khi bệnh nhân về với nhà thuốc và điều trị được 3 tháng. Hình ảnh tròm xương đùi bệnh nhân đã đầy lên rất là nhiều. Ta cùng xem hai kết quả thực tế trước và sau khi bệnh nhân điều trị tại A Thuốc được 3 tháng. Hình ảnh bên trái hoại tử rất là nhiều. Còn đây là kết quả sau khi bệnh nhân bó lá và uống thuốc nam được 3 tháng. Bệnh nhân có ra viện kiểm tra lại. Hình ảnh tròm xương đùi bệnh nhân đã đầy lên rất là nhiều. Ngày trước bệnh nhân đi lại lệch người, đau tê khớp háng rất là nhiều. Hiện tại bệnh nhân điều trị được 3 tháng. Bệnh nhân đã đi lại được bình thường và không còn đau buốt và tê ở khớp háng. Bệnh nhân Nguyễn Gia Khiêm. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc cắt tháng thuốc thứ 5, nhà thuốc sẽ ra giảm tiếp là bệnh nhân có thể khỏi hoàn toàn. Chị dẫn cháu đến đây lúc tháng mấy nhỉ? Tháng 5 à? Chị kể lại tình bệnh tật của cháu ngày trước như thế nào? Năm 2017 cháu cũng đi hơi tập tễnh thì mẹ cứ hay quát là bắt chước ai hoặc là sợ là con hay chơi đá bóng với nghịch ấy. Dạ vâng. Nhưng mà tanh là sợ con đau cơ. Dạ vâng. Cũng như đến từ đầu 2018 thì bắt đầu thấy hơi bay bay chân. Dạ. Nó cũng tập tễnh sợ những tháng đầu tháng 7 cho vào 3 tháng 7. Bên trái nặng hơn. Và ngày trước đi lại là cháu đi lại là cháu đi bay bay chân. Bay chân và lệch người đó. Lệch người. Vâng. Đi riêng một bên. Sau khi chị đi cho cháu đi chụp chiếu viện thì chị có điều trị ở đâu không? Sau khi chụp chiếu ở viện Nhi thì viện Nhi bắt có bột gần như cả người ấy. Dạ vâng. Bắt khoảng 2 tuần. 2 tuần. Bố mẹ thất ruột nên là tôi đi viện theo Đông Y. Vâng. Ngày trước cái xuống em cắt bột cho cháu. Điều trị bao thời gian, cả bó uống bao thời gian thì cháu sẽ đi đỡ lệch người và hết lệch người. Thời gian gần đây kiểu gần không gần hết 4 tháng thuốc. Vâng. Mình cảm thấy là kiểu sau khi 2 tháng thì nó đã thấy không kêu tê đau tê chân. Vâng. Ngày trước là tê chân nhiều. Tê chân. Ở đâu? Nó có kêu tê chân. Vâng. Bây giờ sau 2 tháng không thấy tê chân mà bây giờ gần đây thì đi không thấy bay bay chân nữa. Đi bình thường. Cháu đi kiểm tra rồi là cái khớp háng của cháu là lên thì để đầy lên rất là tốt nhé. Cháu thi áo vào. Kéo vào. Kéo vào. Vào. Đi lại cho cái cột của điện bằng cái kia nhá. Đấy. Đấy. Thứ hai đấy. Cháu đi lại là bình thường rồi. Hôm nay là Việt Nam đá này. Hôm nay cô cũng đá. Chị nên để cháu cái mức cân cháu như này nhé. Đừng cho cháu tăng cân. Để cho chịu lực của khớp nó sẽ đầy lên nhanh.
bát giảm bớt cái sức nặng của cơ thể lên khớp. Quay cháu ơi, cháu ơi, quay đây. Cú này ít tuổi hơn Hưng, Nguyễn Ngọc Đàm Hưng ít tuổi hơn. Ít hơn 2 tuổi hay 3 tuổi. Vâng. Đi lại là bình thường à. Em điều chỉnh tiếp, điều trị tiếp thời gian nữa là cháu mình là khỏi hoàn toàn tí nhá. Rồi cháu chạy chụp một vòng ngắn đi. Chạy vòng ngắn. Quay lại chạy vòng ngắn nhé. Chú áo xanh xanh quay lại. Đây rồi. Đấy, chạy chạy á. Ừ, chạy vòng ngắn cho chú nhá. Rồi quay đây. Trước khi nhà thuốc ghi hình ảnh lần thứ 3 về quá trình điều trị khỏi hoại tử khớp háng cho bệnh nhân, nhà thuốc sẽ xem lại các phim quang trước và sau khi bệnh nhân điều trị tại thuốc. Đây là phim chụp ban đầu của bệnh nhân lúc chưa điều trị tại thuốc. Hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân bị hoại tử khớp háng hai bên. Hình ảnh khớp háng của bệnh nhân tiêu và hoại tử rất là nhiều. Bên trái bệnh nhân là tiêu rất là nặng. Còn đây, sau khi bệnh nhân điều trị tại thuốc được vài tháng và sau khi bệnh nhân điều trị được 8 tháng, bệnh nhân có ra viện kiểm tra lại. Hình ảnh khớp háng bệnh nhân đã đầy hoàn toàn, không còn hoại tử. Ta cùng xoành hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân điều trị được 8 tháng, xương bệnh nhân đã đầy rất là nhiều. Hình ảnh hoại tử đã giảm được 95%. Hôm nay bệnh nhân về điều trị tiếp tháng thứ 10, nhà thuốc sẽ ra giảm để cho khớp háng bệnh nhân đầy hoàn toàn. Hình ảnh hoại tử của bệnh nhân sẽ hết hoàn toàn. Thì ngày trước bệnh nhân bị hoại tử khớp háng hai bên, đi lại đau và nhức buốt rất là nhiều. Và hiện tại bệnh nhân điều trị được 8 tháng, bệnh nhân đã đi lại được bình thường và hiện tượng đau nhức đã hết hoàn toàn. Mình điều trị được tất cả được mấy tháng anh nhỉ? Thứ 8. May trước là chị cho cháu đi xin lại cho nó. Kết quả mấy ông xem là xương của cháu ở đây lên khá tốt rồi. Bây giờ cháu đi lại tốt hơn chưa? So với mấy tháng trước thì cháu đi lại là thuận hơn đúng không? Tốt hơn đúng không? Không kêu đau. Đau nữa. Ngày trước là cháu đau cả hai chân đúng không? Cháu đi chụp vòng dài ra công viện này kia nhá.
À, đi là tốt đấy. Cháu đi dưới đường chưa? Cháu ơi, đi dưới đường. Đó. À, chị cứ để cháu mức cân như này nhá. Không không cho cháu tăng cân đâu. Xương đầy hết là tốt rồi. Ngày trước cháu bó bụt bao nhiêu thời gian gì nhỉ? 2 tuần. Quay lại con ơi. Cô cậu này ngoan. Ông 2 cái tuần bố bụng nó sợ. Vâng. Từ đấy mà cứ dọa có một mà. Chứ uống cũng được. Bỏ bột chăm cháu khổ lắm. Hai vợ chồng bảo không bảo chồng thì là em chết trước đó. Thì khoảng 15-10 phút thì nó lại kêu nó mệt, kiểu nó mỏi. Bỏ bột nó cứng hết cả hàng cả khớp háng cả hết. Đây nó bó từ nửa từ xương chậu. Chỉ có cho hỏi chim như thế để. Đi lại là tốt rồi. Còn đau nó không? Ngày trước là đau đúng không? Ngày trước là bác sĩ bó bột cháu khó chịu không? Ừ. Hôm nay chú quay hình ảnh của cháu, lúc rồi cháu đi lại là bình thường nhá. Bây giờ cháu đi lại bình thường không còn đau là gì? Cháu nó mấy rồi? Lớp 2 à? Rồi, bây giờ cháu nhá, chúc cháu chăm ngoan học giỏi. Ô thế không thấy gì cả.